vậy? Mua cho mẹ cái sườn heo nè, nấu chua ăn. Gì sườn heo mà nấu chua? Nấu chua ăn ngon lắm. Nấu thử bữa ơi. Thôi đi, để nấu món khác đi, tự nhiên heo mà nấu con chua, ai mà ăn trời. Tàn phạt ơi, bà nội của tôi bữa nay ha, bà thử thách tôi nữa. Thịt heo gì mà để nấu con chua, thôi để con làm cái món này cho bà nội ăn. Thì ai biết đâu làm món gì đó làm đi, để tao nằm ở đây cho khỏe chút rồi hồi tao ăn. Rồi bây giờ thịt á thì tôi đem ra ngoài này tôi rửa đâu cỡ 2-3 lần muối gì đó. Nói gì nói chứ mình làm đồ ăn á, ba cái nguyên liệu mình phải rửa cho nó sạch sẽ. Rồi thịt thì mình rửa xong rồi đó, rồi vô đây bắt lửa lên nè. Xong rồi để cái chảo lên cho tí xíu dầu vô. Đến khi mà dầu nó nóng rồi đó thì mình bỏ thịt heo vô, mình chiên cho nó giòn lên. Nó chơi hơi chiên cho nó vàng vàng lên thôi nha, chứ chiên mà nó giòn rồi hồi chấm nước mắm ăn luôn đó. Rồi sau khi mà tôi chiên mà sôi ùng ục gì đó thì bây giờ thịt heo nó cũng vàng hơi hơi rồi đó. Xong rồi tôi gấp ra cái gỗ tre. Bữa nay tôi làm cái món này nó cũng lạ lắm à nghe. Lạ mà cũng như là lạ người lạ mà hóng qua gì đó. Rồi vớt cái phần thịt heo ra rồi đó. Mà không, mà nãy giờ nó thịt heo không vậy? Nó cũng là thịt đó nhưng mà nó sườn cọng nha mọi người. Cho tỏi với hành tím ớt vô ha. Rồi bây giờ tôi múc cho 2-3 muỗng chao gì vô. Một thời cái trend mà chao đồ đó thì nó cũng qua rồi nhưng mà không có qua với tôi đâu. Bữa nay tôi lấy sườn cọng này tôi nấu chao nè. Vốn dĩ là chao này nó cũng mặn rồi, thì tôi để vô hạt nêm, đường, bột ngọt, mỗi cái tí xíu gì đó. Xong rồi cái tôi trộn cho đều lên. Có chao vô rồi ta nói ha, nó thơm ơi là thơm luôn á. Rồi bây giờ tôi để cái nồi lên cho tí xíu dầu ha, tỏi với hành tím. Xong rồi cái tôi để xả với ớt vô. Rồi bây giờ mình phi lên cho nó thơm, thiệt là thơm ha. Rồi bây giờ để thêm xả cộng vô cái nữa. Rồi kế tiếp mình để màu dầu điều vô nha. Chủ yếu á là cái màu điều này á, nói chung là mình tạo màu thôi chứ không có gì chứ. Xong rồi cái bây giờ mình để thịt vô nè. Rồi mình chở thịt như mình chở mình vậy đó. Rồi bây giờ ai có nước dừa thì sử dụng nước dừa nha. Còn tôi á thì tôi sử dụng nước dừa. Thì có con trái thì xài con trái chứ nhiều. Nói chung là tôi sử dụng nước dừa với nước lạnh luôn. Cái thau hồi nãy nó còn dính ba cái chao đó. Mình để nước dừa vô. Xong rồi mình chán cho nó sạch. Rồi vậy là mình chế vô cái nồi thịt cái mình thêm nước lạnh vô. Sau khi mình chế nước lạnh vô rồi, nó sôi rồi, bây giờ tôi để củ cà gót vô nè. Ở nhà tôi kêu củ cải đỏ không à. Thì quằn qua quằn lại rồi bây giờ mình vớt bọt luôn. Nói chung là quắc nấu cái món nào quắc cũng vớt bọt hết trơn á. Mà có nhiều người vô tưởng là quắc không có vớt bọt. Rồi bây giờ tới cái phần gia vị nè. Nói chung là cái món nào quắc cũng nêm y chang vậy đó. Thì có ba cái gia vị đó thì cứ nêm y chang vậy thôi. Miễn sao mà mình nêm cho vừa miệng mình thôi. Đường, bột ngọt, hạt nêm. Sau khi mà quắc nêm gia vị xong rồi đó, quắc có để mấy miếng tàu hũ vô nữa. Rồi cuối cùng cúng cùi đó là quắc để nấm gơm vô nha. Cái món này có phay môn nữa là ngon lắm luôn á. Nhưng mà quắc không có nấu phay môn, quắc nấu đơn giản vậy đó. Cái món sườn mà nấu chao này á, giống y chang mà cái lẩu vịt nấu chao vậy đó. Nói chung là quắc ghét ăn vịt chứ lắm. Thì quắc lấy cái sườn heo đó, thì quắc có sườn heo đó, hay hế cho vịt thôi chứ không gì chứ. Rồi cái sườn heo nấu chao này á, nói chung là mình tùy heo mình ăn thôi. Mình thích gao nào thì mình nhúng gao đó. Mà tôi nói ha, cái lẩu chao này trời ơi nó thơm dữ lắm luôn. Rồi bây giờ hai bà cháu ngồi ăn vậy đó, chiều nào cũng y chang như bữa nào vậy đó. Rồi hai bà cháu mời mọi người ăn cùng hai bà cháu nha. Bữa nay tới công chuyện cái giường ở nhà của bà Chính nè. Không biết là bà đi đâu nữa. Chắc là bữa nay bà tham gia sự dự kiện gì của buồn ngủ đó. Là giờ này là giờ trưa rồi, bà ngủ trưa rồi. Tôi lẹn lẹn qua, tôi tính lấy cái chiếc máy cày tôi chạy ngoài này. Mà thôi đi hết xăng hay gì chạy không có được. Thì bữa nay định qua đây kiếm cái gì ăn. Thì nguyên cái giường rau của bà Chính đó, không có cái gì ngoài cái cây bạc hà này chứ. Ơi mà tốt dữ lắm nghe. Cây nào cây nấy bự chậm bá không á chứ. Thì có mặt bà Chính là xin bà cho à, chứ bà không có tiếc gì đâu tờ ơi. Thấy vậy chứ gình là tôi chạy qua tôi trốn rồi, qua đây tôi lấy tôi đi về à. Thì gặp rồi cũng như không rồi, cũng không có gì đâu. Tình làng nghĩa sớm là ở quê tôi làm gì không đó. Xin là cho còn mà kiểu như đi qua lấy không vậy đó. Gặp một cái hay là cây chổi phang vô đầu á, mà đầu gối á. Rồi bây giờ là cái cục thịt bò là tôi mua hồi sáng giờ là chưa có làm cái gì hết trơn. Thì cũng như thường lệ á, tôi cũng kỹ dữ lắm. Bỏ tí xíu nước vô rồi muối vô đó rồi rửa cho sạch. Rồi lấy cái cục thịt bò cái mình xẻ ra làm hai. Xong rồi cái mình thái mỏng ra, mình sắt cỡ nào cỡ, nhưng mà thiệt là mỏng mới được nha. Mỏng như mấy bà cô bán hủ tiếu ngoài chợ vậy đó. Sắt mỏng cỡ đó là ok đó. Rồi bây giờ tôi vô trong nhà nè, tôi bắt cái nồi lên. Cho xíu dầu, tỏi với hành tím. Ớt nó gớt vô đó là ngẫu nhiên thôi nha. Rồi kế tiếp là tôi cho xả vô nè. Thì ớt vô nữa đó, làm gì chi gì không biết nữa. Tôi đổ bà mẹ nó vô hết cho rồi đi. Và đặt sang tới sang lui sao mất mệt thì chứ. Rồi kế tiếp là tôi cho hai muỗng mắm guốc vô nha.
Rồi xào qua xào lại cho nó thơm đi. Chuẩn bị cho hai trái dừa, dừa tư hay dừa khô, dừa gì cũng được, miễn sao mình thấy dừa bụng là được. Rồi bây giờ tới cái phần nêm gia vị nè. Xíu hạt nêm, xíu bột ngọt, hai muỗng đường nha. Tại cái mắm guốc nó mặn quá để hai muỗng đường vậy đó. Ăn chiếc này cho tiểu đường rồi tăng huyết áp luôn. Rồi cuối cùng là hành tây mình bỏ vô. Rồi vậy là xong cái nồi mắm guốc rồi đó. Bữa nay có ai mà biết tôi làm cái món gì không? Thì thịt bò nhúng mắm guốc nè. Thì những cái rau gì mình thích thì mình ăn rau đó nha. Trời ơi cái nồi lẩu này nó thơm cái mùi mắm guốc lắm nha. Có nhiều người ăn mắm guốc không được thì nói thúi gùm. Nói chung là lẩu này mình thích ăn cái rau gì mình bỏ rau đó vô. Chứ tôi làm clip rồi tôi không có ép làm giống tôi đâu nha. Bữa nay làm cái món này nó cũng hơi lạ lạ ha mọi người. Mà cái món bò nhúng mắm guốc này nè, đặc sản của Bình Dương nó nghe độc lạ Bình Dương đó. Lần đầu tiên làm mà mới tôi thấy nó cũng ngộ ngộ lắm. Rồi mình bỏ rau vô ha, cái bây giờ mình bỏ thịt bò cho mình nhúng cái mình để dưới luôn. Mình nhúng chừng nào mà nó da nhách vậy đó mình hả ăn. Tụi hay nấu chơ lắm nghe mấy bà nội. Tưởng đâu rồi nói thiệt rồi cái làm nhúng rồi để cho nó da nhách đi ăn rồi chửi tôi đi à. Rồi vậy là múc cho bà nội ăn chén rồi xong rồi tới tôi nè múc cho ăn chén nữa. Rồi vậy là thịt bò nhúng mắm guốc đó. Ăn vô một cái tao nói nhức cái nách mình nhức luôn, nhức mà cái mấy cái gân giả luôn đó. Mà tao nói cái mùi vị ăn nó cũng lạ lắm luôn. À quên á, mời mọi người ăn cùng quắt nha. Cũng lâu rồi tôi không có quay cái cảnh nhà của tôi. Ba cái gào bữa hổm ăn đâu có hết đâu. Nhổ đem đi dục hết trơn rồi cho người ta, ta không lấy ta còn chửi nữa. Thấy vậy chịu không nổi thì nhổ bỏ thôi chứ sao giờ. Mà cái cảnh chiều ở nhà tôi mát lắm nghe. Gió ta nó hiu hiu gì đó. Mà nhiều khi muốn bay luôn cái nóc nhà luôn đó. Rồi vậy là hai bà cháu ăn cũng no nê lắm rồi đó. Rồi bây giờ tôi phải chăm sóc da mặt mới được. Tôi lấy cái sữa rửa mặt của bên Tấn Phát nè. Chiếc xước từ khổ qua gần với con nhíp cá. Mà cái độ pH của nó có 5.5 mà tao nói nó phù hợp với tất cả mọi loại da luôn. Rửa sạch mà còn ngăn ngừa mụn nữa. Rồi giờ tôi lấy cái kem chấm mụn của bên Tấn Phát luôn nè. Cũng chiếc xước từ khổ qua gần với con nhíp cá. Chấm vô đầu mụn 2 với 3 ngày là nó gụng mụn rồi. Rồi đến đây có ai muốn sở hữu cái sản phẩm này nhìn lên cho tôi có tát tên Tấn Phát cho nó bấm vô đó inbox liền nha. Tàn phẹt ơi, lần đầu tiên ha, đi lễ té nước của người dân tộc. Bữa nay là Tết của người dân tộc hay gì đó. Sáng sớm cái tôi chạy lên chùa Hanh Tuyền. Trời ơi, cái phong cảnh ở đây nó đẹp một cái đó nghe. Chùa Hanh Tiền này ở tỉnh Biên á mọi người. Rồi bây giờ chưa tí xíu ha. Rồi từ từ mọi người mà nhận idol của mình nha. Tàn ơi, gặp cái tem của Nguyễn Hải ha. Vui mà lầy dữ lắm luôn kìa. Tàn ơi, tao nói he bột dính nhóc ở chân luôn. Chưa đâu vô nhóm trong này nữa. Chuẩn bị bột vàng, bột xanh, bột hồng ha. Từ chuẩn bị đi chút xíu tôi chơi chứ. Vô đây người ta cho uống trà sữa nữa. Tàn phẹt ơi, lần đầu tao nói ha vui gì đâu á. Cái này là mới có một tem nho nhỏ thôi. Thánh Hùng ơi, tôi vừa đi ra một cái he dí trội kìa. Nào là bột, nào là nước ha. Tao nói he bay tung té tùm lum tà le hết trơn luôn. Rồi tem của Nguyễn Hải có chuẩn bị cái máy bơm này nè. Tôi lại tôi cũng bơm nữa. Rồi bơm sao ông Hải ông nằm ngủ luôn. Mà tao nói vui dữ lắm luôn mọi người. Là mình được nghe người dân kể lễ. Là cái lễ té nước này nè. Là Tết dân tộc á mọi người. Cái địa điểm của Quốc đang chơi á là Chi Tôn An Giang nha mọi người. Thì đó bây giờ tôi đâu có quậy gì nhiêu đâu. Thánh Hùng Hiền Đệ ơi, nguyên cái tem của Nguyễn Hải. Trời bột rồi xịt nước rồi xong rồi bây giờ gội đầu luôn. Tôi nói báo gì mà báo dữ gì không biết nữa tờ ơi. Trời ơi.
Rồi mọi người coi tới cái khúc này mọi người khoan mà tắt máy nha, hoặc là lướt qua cái khúc sau á mới vui nghe. Ở đây là mới có một góc nho nhỏ thôi, một tí xíu nữa 2-3 tớp lại nữa mà mọi người ở đây hòa đồng vui lắm kìa. Rồi bây giờ cái khúc này mới đông nè, tao nói Hánh Hùng ơi, tao nói lần đầu gặp được cái cảnh này á, muốn ở đây chơi hoài luôn á chứ không muốn về nó ngang. Mà con cái nước ở dưới cái hồ nó hơi hơi hôi nha. Tàn phè coi xịt nước này thì nó vui thiệt đó. Cực con cái là mình tắm nó hơi lâu thôi chứ không gì hết trơn á. Đó bây giờ để mấy cái hùng phi vậy ha. Nào là YouTuber nè, rồi TikToker nè, rồi những bạn giới trẻ nữa, tụ họp về chơi vui dữ lắm luôn. Chơi sao rồi cái máy này nó cháy luôn rồi. Mà quắt được đi như vậy á, gặp được các anh chị làm chung nghề, tao nói tương tác qua lại ha, vui dữ lắm luôn. Rồi thêm những cái bạn khán giả nữa. Quá cảm thấy vui dữ lắm luôn á nghe. Cũng có nhiều người lại xin chụp hình quắc lắm luôn á. Mà tới cái khúc chụp hình á, quắc không có ghi hình được tại vì quắc không có trực tiếp quay. Rồi bây giờ chơi cho đã rồi đó. Giờ hai đổi đồng phục nữa nè. Thấy không, ba cái màu á dính vô mặt tôi đó hay không. Đi chơi vậy đó chứ cũng vui dữ lắm. Chứ đi chơi buồn rồi đi chơi chi cha. Rồi tới cái cảnh này là chuẩn bị xe rồi đó. Di chuyển thêm 2-3 cái chùa nữa. Mà cái cảnh chùa của Thanh Tuyền ha, đẹp vui lắm luôn á mọi người ơi. Rồi mọi người xúm vô xe ba gác của chùa đó, xong rồi đi qua những cái chùa khác vui dữ lắm luôn. Vui gấp mấy lần ở chùa Thanh Tuyền á. Rồi mọi người nhớ đón phần 2 của Quắc nha. Bye bye mọi người nha. Rồi bữa nay là tiếp tục tới cái phần 2 nè. À mà phan nữa, cái phần 2 này tôi xin giải thích lại tí xíu nha. Ngày hôm qua tôi đăng cái phần 1 đó. Nói chung á là mỗi vùng mỗi khác nhau. Những cái clip mà Quắc chia sẻ trên này á, Quắc không có muốn xúc phạm đến ai hết á. Tại vì á quê của Quắc là kêu dân tộc không à. Cho nên á là quen rồi. Sau cái clip ngày hôm qua Quắc mới rút ra được kinh nghiệm. Chứ Quắc nói trên clip này á, Quắc không có muốn xúc phạm đến ai đâu. Và Quắc cũng không có cố tình đâu mọi người ơi. Quắc làm clip á là có sai sót gì mọi người thông cảm cho Quắc nha. Cái clip ngày hôm qua Quắc có nói có gì sai, mọi người cho Quắc xin lỗi nha. Tiếp tục là cái phần 2 nè. Ở chùa Thanh Tuyền đó, rồi ăn uống no nê rồi đó, thì ở đâu tự nhiên ông cố nội này ông bước vô cái hết hồn hết vía hết trơn. Tao nói chuyện gì tới không rồi đó. Rồi bây giờ là chuẩn bị đi nè, là lấy xe ba gác này đi nè, chạy qua bên 2-3 cái chùa bên kia á, rồi leo lên xe đi bộ nè. Nói gì chứ xe ba gác chạy xuống tụi không có dám ngồi mấy cha ơi. Hánh Hùng ơi, ông Nguyễn Hải này ông múa lửa thiệt chứ. Rồi bây giờ di chuyển ra ngoài đường lộ, xong rồi mình băng qua mấy cái đèo, rồi mình lội qua mấy cái núi, xong mình xuống núi là bắt đầu bây giờ quậy nè. Báo thì báo đó, quậy quá trời quậy rồi. Quậy mà tới nước nổi mà muốn nổi sình luôn đó. Nói chung là quậy thì quậy đó, cũng không có quên mà chia sẻ cho những cái em nhỏ này đâu. Thì ông Hải ông có chuẩn bị ba cái kẹo nè, thì phát chia sẻ cho mấy bạn nhỏ như vậy đó. Nhưng mà chia sẻ thì chia sẻ chứ, chụp cái vòi nước cái mình tứ cây liền. Trời ơi mấy cái cây này nó báo dữ lắm mà. Tứ cây cho nó mát, mà bị trội bột lên đó chứ. Rồi bây giờ tiếp tục cái hành trình mà mình tặng kẹo cho mấy bạn nhỏ nè. Thấy gì chứ hồi nhỏ tôi cũng phái ba cái kẹo nữa, ăn riết mà không còn cái găng nữa đó. Ủa mình đi phát quà hay là mình đi tạo nghiệp gì? Thôi kệ đi hết rồi đó, bây giờ đi nè. Di chuyển qua bên cái chùa bên kia nữa.
ít xịu mà ha, qua đây nó còn quậy còn hơn cái bên kia nữa. Đông gì mà đông gấp mấy lần ở bên chùa Thanh Tuyền á. Rồi tiếp tục quậy nha mọi người. Quậy quá trời quậy rồi đứt dây thắng luôn. Tao nói là cừ nghiêng mà cừ ngã gì đó. Lộn tổn gặp bà Phan Nghĩa Nhi nữa chứ. Chưa kịp nói chuyện trơn là bắn nước vô mặt rồi đó ngang. Nói nào ngay bả lên đây mà bả không thông báo trước nữa tờ. Bữa nay là toàn là bất ngờ nhiều dữ lắm luôn á ngang. Nói vậy chứ gặp nhau là vui dữ lắm rồi đó. Mà cái xóm nhà lá ngoài này ha, còn vui hơn nữa nè. Chọi nước rồi chọi bột ha. Có phấn em bé nữa, tao nói nó thơm gì đâu á. Cái lễ té nước gì chờ, lễ này đúng ra là lễ tạt nước xịt nước đồ đó, rồi chọi ba cái bột đồ nữa, rồi đã không có miếng nhạc nữa mà tao nói nhảy hí ghê thiệt chứ. Ừ thì trong đó có tôi trong đó nữa đó, nhảy cà tưng rồi chẹo cái cổ ăn bên luôn. Hánh hùng hiên đệ ơi, tao nói kìa ha, nó đông y xèo luôn á chứ. Đúng là phá chùa phá miễu thiệt chứ. Chơi hết ở ngoài rồi vô tới chùa, rồi quậy cho đá ở ngoài kia rồi đó. Rồi giờ đói rồi cái quay vô chùa xin đồ ăn. Thì chùa Thanh Tuyền nè mọi người, chùa Thanh Tuyền ở Chi Tôn. Mà ngày hôm qua tôi ghi âm mà tôi nói Tịnh Biên, tào lao hết sức không. Rồi thì cũng giọng đâu hai dĩa mì gì đó. Thì bây giờ chuẩn bị đi về nè. Cái ông Hải ông kéo vô đây, ông kêu làm đồn kết đi. Là Hánh hùng ơi, kết dữ chưa hen. Cái ông cú nội tư béo ở sao ông khều nghe cổ tôi hoài. Kêu đưa 50 không chịu đưa, rồi bóp đít nữa chứ. Vài bữa nó lên nhà tôi béo mét vợ tôi béo mới được. Cái gì mà thơm dữ vậy? Nướng cá mập. Trời ơi, cá mập hồi nào giờ có ai nướng ăn không trời. Tàng ơi, lần đầu tiên tôi đi ra chợ mà tôi gặp con cá này ha, tôi tưởng đâu là con cá mập không à. Mà tôi không biết con cá này là con cá gì nữa. Tôi mới đi chợ về nè đâu, mọi người coi thử con cá này là con cá gì vậy. Nó phùng mang mà nó trợn trắng lên nè. Nhìn nó cũng y chang con cá mập vậy đó. Ai biết con cá này thì comment cho quắc biết nha. Rồi tôi không biết mặn con cá này sao nữa, tôi về tôi rửa chanh, rửa muối, rửa phèn gì đó. Lần đầu tiên mặn con cá này tôi cũng biết mặn sao nữa. Rồi làm xong rồi tôi để qua một bên đi. Rồi con cá này tôi cũng làm đơn giản thôi. Con cá này tôi ướp với bạc tôi nướng. Rồi bây giờ tôi làm nước sốt nè. Xả ớt, tỏi, hành tím, xíu hạt nêm, xíu bột ngọt, một tí xíu đường. Rồi giờ tôi cho một hũ sa tế vô nè, thêm một muỗng nước mắm nữa. Rồi để nước mắm xong rồi để tương ớt vô cái nữa, hai muỗng tương ớt nha. Chứ mà để ba muỗng thì nó cũng y chang như vậy đó. Rồi thì tôi khuấy đều nước sốt lên, tôi để qua một bên. Xong rồi tôi lấy giấy bạc cái tôi để con cá này vô. Mà con cá mập nào mà dài dữ gì không biết nữa. Lần đầu tiên thấy con cá này đó chứ. Rồi bây giờ tôi để nước sốt lên ha, tôi quét vòng vòng vậy đó cho nó thấm đi. Mà mới quét lên sao thấm được. Mình quấn giấy bạc lên một vòng ha. Xong rồi cái tôi lấy thêm giấy bạc nữa, cái tôi quấn thêm một vòng nữa. Mình quấn sao cho nó chắc chắn ha. Chứ quấn dây bạc mà nó không chắc chắn điền hồi ha. Nướng cái nó sức mẻ ra hết trơn luôn. Rồi mới mua 500 bạc than nè, nhúm rồi đốt lên đâu cả buổi trời cho nó mới cháy ha. Rồi than bây giờ nó cũng chuẩn bị nó tàn rồi đó. Cái mình để con cá là mình nướng. Ủa than tàn rồi sao nướng gì mới cha. Rồi để con cá lên là ngồi đó canh đi, chừng nào nó chín thì nhắc xuống. Lo lụi hụi nướng ha. Cái bà nội tôi ở bên nhà bà đi qua nè. Cái gì mà thơm dữ vậy? Nướng cá mập. Trời ơi, cá mập hồi nào giờ có ai nướng ăn không trời. Trời ở biết đâu người ta bán thì mình mua nè, cá mập nè, bây giờ vô coi nè, cá mập nè. Mà thơm quá ha, thơm ngon quá ha. Nào giờ thầy hỏi chưa có thấy cá mập. Ừ, cá mập nó ngon ha. Thì ăn nó ngon hả? Ừ, thấy nó ngon. Ồ, mập quá ngon rồi. Anh Hùng Hiền Đệ ông chưa ăn nữa mà biết con cá mập này nè ngon. Mà tôi không biết có ngon không nữa, mà sao tôi dở cái giấy bạc á, nó thơm bát ngát bạc ngàn. Rồi luôn. Sẵn có bà nội ở đây thì mình nướng con cá xong rồi đó.
thì mình bày lên cái mẹt cái xong cái hồi mình rủ bà nội mình ăn. Ôi mà con cá này mình nướng lên mình thấy nó cũng lạ lạ dữ lắm luôn, mà cái da của nó nhám dữ lắm kìa. Không lẽ con cá này là người ta kêu cá nhám ta, không biết nữa, để ăn thử mới biết được cái chứ. Mà con cá này tôi ốp rồi tôi nướng sao mà nó thơm lắm kìa. Rồi bây giờ hai bà cháu ăn nè, mời mọi người ăn cùng hai bà cháu của Quắc nha. Mà con cá này thịt nó ngọt thì nó ngọt rồi đó, còn cái gia vị thì nó thấm vô ngon dữ lắm luôn, mà lần đầu tiên ăn nó cũng lạ dữ lắm mà nghe. Cấp gầy là nắng quá trời nắng luôn. Cách đây ngày hai ngày trước ha, nhà tôi mưa tầm tã gì đó. Mưa thì mưa đậu mùa ha, mưa cũng đâu có vừa đâu. Mưa mà xèo chết sao cái khúc cuối này nó xàm dữ vậy trời. Mà nói nào nghe con cá này ăn cũng lạ lắm mọi người. Mọi người đi chợ mọi người có thấy con cá này á đâu, mọi người làm thử coi sâu quắc thấy nó lạ dữ lắm.